Xin chào mọi người, mình là Khánh. Ngày hôm nay thì có đang đi giao hai cặp vé cho một chị khách hàng ở số 54 Lê Quang Đạo. Hai cặp vé mạ vàng 24K nhé. Đây, như mọi người nhìn thấy, hãy quay gần lại đây cho nào. Đây là hai cặp vé đây, giao tại Hà Nội luôn. Đây là cặp này là cặp cao 70. Cặp này cặp cao 70 này. Kiểm tra luôn cái này chung đấy. Cặp này là cặp cao 60 này. Anh cứ để em gỡ, để em gỡ cho. Chiếc này cao 70 này. Đôn nữa này. Ê, anh giữ em cái này, kiểm tra luôn cái này cho nó sáng to. Đấy, anh lấy kéo giữa nốt ra. Đây, cặp này là cặp cao 70 này. Cả chân này của nó lên ra tầm thêm 10-17 phân nữa. Đấy, kiểm tra giúp em đi, kiểm tra. Nứt lẻ thì cả. Quay rộng rộng ra tí. Thấy nhiều nhiều. Quay cận đây cho nhìn mọi người nhìn cái hàng này. Để cầm giúp em. Đây cho mở cái nắp. Đây là một cặp của nó này. Một cặp này là cặp cao 70 này. Tứ cảnh, Tùng Cúc Trúc Mai. Bốn mùa xuân hạ thu đông. Dư em đó.
Đây, cặp này là cặp Tùng Lộc. Tùng Lộc. Tiêu Lộc. Vừa anh ạ. Cái này là vừa. Cái này to thì em để nó hơi rộng một chút này. Cái này chân bé để hơi vừa thì nó sẽ ok hơn. Quay cận vào kia cho các anh đang xem nhỉ. Đây ngắm cảm nhận. Mình có bay luôn đây không anh nhỉ? Không chuyển lên trên tầng 3, mình để vào trong cái phòng của sếp ta để cho em mượn chứng từ em bảo cái phòng. Cặp này là cặp Tùng Lộc, Song Lộc này. Cặp này thì bé hơn cặp kia một chút. Cặp này là cao 62, cặp kia là cao 70. Rồi ok, giờ anh em mình chắc cho lên trên tầng anh nhở. Em đang quay mà. Quay tư liệu. Hàng Bát Tràng Việt Nam. Cái này phải đặt vào đúng chỗ anh ạ. Đặt vào đúng chỗ lên đẹp lắm. Đấy nha. Hiện tại em nó đang ở ngoài đường. Nhà rất là to này. Ngoài kia anh ạ. Không, cái này của chị to đúng nhỉ? Đúng rồi, cái kia là trên bông cái này. Sang rồi đấy, đi lên mạnh sang rồi đấy. Ở đây chú chơi rất nhiều bình gồm các thứ đấy này. Đây là sản phẩm của Bát Tràng này, hai sản phẩm của Lâu Toàn Bộ, đây là bình Trung Quốc đấy, bình Trung Quốc đấy. Đây là bình cho mình ra đây đúng không?
đấy để lấy nước để chuyển đi phương pháp này. À, nhưng anh nhờ cái hộp là anh để lại nhá. Không lúc đấy cái người kia như người ngoài ta định xin đấy. Không đến lúc chuyển đi cũng có hộp đó nó lại mất công. Cái này vận chuyển đi ô tô chỉ cần có bìa nó chèn với các sản phẩm nó không va vào nhau là nó an toàn anh ạ. Tôi rất nhiều tác phẩm đẹp chuẩn tốt thì. Ok, chào mọi người.